Xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Điểm tin của Cali Today. Xin thưa với quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ năm và cũng nhằm ngày 30 Tết rồi, cái Tết Nguyên Đán của Việt Nam. Một lần nữa anh đi chúc cho quý vị một năm mới thật là an khang thịnh vượng. Trước khi đi vào những bản tin của ngày hôm nay, anh đi cố chờ những cái bản tin mà xét xử ông Trump vào sáng ngày hôm nay, tức là sáng ngày thứ năm, nhưng mà cho tới giờ phút này vẫn chưa có những cái kết quả. Anh đi vẫn tiếp tục theo dõi, cho nên cuối cùng đành phải gửi đến quý vị cái bản tin mà luận tội ông Trump vào cái ngày thứ hai, đó là cái phiên tòa mà hôm thứ tư, tức là 10 tháng 2, là cái ngày thứ nhì mà Thượng viện đã tranh luận. Và theo cái bà mà Madeleine Dean là một công tố trong cái phiên tòa Thượng viện xét xử ông cựu Tổng thống Trump về cái tội kích động bạo loạn. Và nói rằng cái bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 không bao giờ có thể xảy ra, nhưng chỉ vì Trump mà nó xảy ra. Và Dean nói rằng những người bạo loạn đã tới quấn trên người cái lá cờ của ông Trump và sử dụng những cái cán cờ Hoa Kỳ để làm vũ khí đánh đập người khác. Và cũng phân tích cái ngôn ngữ của ông Trump nói trong cái buổi biểu tình trước cuộc bạo loạn, cho thấy ông Trump ổng dùng nhiều cái chữ như là chiến đấu, tiếng Mỹ gọi là fighting, tới 20 lần, trong khi cái chữ ôn hòa, tức là peaceful, chỉ xài có một lần mà thôi. Và hôm thứ Tư ngày hôm qua, tức là các cái thước phim an ninh chiếu lên trong cái phiên tòa cho thấy cảnh sát Eugene Goodman đã cứu mạng nhiều vị dân cử. Trong đó chính ông Goodman đã chặn thượng nghị sĩ Mitt Romney và bảo là hãy chạy ngược chiều để thoát cái đám đông đang xông tới. Và cũng chiếu một đoạn phim cho thấy là phó tổng thống Mike Pence và gia đình được di tản khỏi cái phòng thượng viện sau khi cái đám đông đã tràn vào tòa nhà. Có một lúc cái người bạo loạn chỉ cách 100 feet, tức là 30 mét là tới phòng mà ông Pence ẩn núp trước khi mà Goldman dụ cái người biểu tình chạy sang hướng khác. Một đoạn phim cũng cho thấy người bạo loạn săn lùng chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, hô to cái khẩu hiệu với nhau lại đi tìm bà Nancy Pelosi khi chạy qua lại trong tòa nhà quốc hội, trong khi bà Pelosi và những nhân viên ngồi trong một căn phòng và lấy bàn ghế chèn cửa lại vài phút trước khi những người bạo loạn chạy vào hành lang của căn phòng này. Cái người ngồi trên ghế trong phòng bà Pelosi có lộ ra một khẩu súng điện, tức là stun gun, có thể dùng làm tê liệt người khác. Công tố Eric Swalwell cũng chiếu một đoạn phim cho thấy một cảnh sát bị đè bẹp dính vào cái cửa, cho thấy hình ảnh cái cô Ashley Babbitt bị bắn khi cô tìm cách trèo xuyên qua một cửa sổ đã bị đập thủng để vào hành lang của Hạ viện. Swalwell cũng chiếu một đoạn phim cho thấy rằng thượng nghị sĩ Chuck Schumer bây giờ là lãnh tụ khối đa số và cận vệ của ông đi lên một dốc hành lang rồi chạy ngược xuống. Sau khi gặp những người bạo loạn, họ chỉ cách nhau có vài mét là đụng người bạo loạn. Quý vị biết là những cái đoạn video này đó trước đây chưa bao giờ được chiếu ra. Mà bây giờ đó thì bởi vì trong cái giai đoạn điều tra, cho nên là bên nhà chức trách người ta giữ những cái đoạn video này một cách bí mật, họ không chiếu ra ngoài. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà chiếu cái đoạn video này ra với một cái mục đích là để mà trước tòa để cho mọi người thấy, để mà đem ra mà kết tội ông Trump. Cho nên những cái đoạn video này nó rất là khủng khiếp. Quý vị thấy rằng nó có một âm mưu rất là rõ ràng. Nhưng mà trong cái lời kết tội đó thì đưa ra thì bên luật sư của ông Trump không thể nào bào chữa được. Thì họ đã nói rõ ràng cái cuộc bạo loạn này nó sẽ không xảy ra nếu như không có sự kích động của ông Trump. Nhưng mà vì ông Trump nó mới xảy ra. Còn một mặt khác nữa đó, thì nếu như mà sử dụng cái quyền tự do ngôn luận của mình thì không thể nào chỉ sử dụng những cái ngôn từ bạo lực, mà theo cái bà Dean này bà nói đó là dùng cái chữ fight và fighting rất là nhiều lần, vài chục lần, mà dùng cái chữ ôn hòa, peaceful chỉ có một lần thôi. Cho nên bà dùng những cái lời nói này của ông Trump, những cái đoạn ghi âm này lại để mà đem ra chống lại ông Trump ở trước tòa. Thì quý vị thấy đó, cái điều gì nó được phơi bày ra một cách rõ ràng trước mặt của những người mà xem như vậy. Thì bây giờ cả thế giới đều nhìn thấy cái vấn đề này. Một mặt khác nữa thì quý vị thấy rằng cái sự mà nó nguy hiểm, trước đây chúng ta xem những cái video khác, chúng ta không có hình dung được cái sự nguy hiểm nó như thế nào.
khi mà những người tràn vào trong cái tòa nhà Quốc hội. Nhưng mà ngày hôm nay xem những cái đoạn phim thật sự này, mà còn nhiều đoạn phim nữa, quý vị sẽ thấy rằng trong những ngày tới họ sẽ đưa ra những cái đoạn phim khác để làm bằng chứng. Mà chỉ có xem mấy cái đoạn phim này thôi thì quý vị cũng đã thấy được rằng là coi như là những cái vị dân biểu, đặc biệt là bà Nancy Pelosi hay là ông Phó Tổng thống Mike Pence, là thoát chết trong gang tấc thôi. Trong khi quý vị biết là những cái cuộc điều tra đưa ra cho thấy rằng họ có chủ đích, chủ mưu, họ mang súng ống, họ mang vũ khí vô và chủ đích là tìm Phó Tổng thống Mike Pence và tìm cái bà Nancy Pelosi. Nhưng mà may mắn những người này đã trốn thoát, cho nên anh đi chỉ nói ngắn gọn để quý vị có thể thấy được rằng những cái video này như thế nào. Và anh đi tin rằng cái video này bây giờ những cái đoạn video này bây giờ nó lan truyền khắp thế giới rồi, quý vị cũng có thể xem được bất cứ nơi nào. Nếu cứ mở ra cái cuộc mà bạo loạn này 6 tháng 1 thì quý vị sẽ xem được những cái video này sau khi họ trình chiếu cho chúng ta xem. Một bản tin khác cũng cho biết rằng hàng chục những cái cựu quan chức của đảng Cộng Hòa họ sắp lập một cái đảng khác để chống ông Trump. Thì họ đang bàn bạc để thành lập một cái đảng ly khai theo cái đường lối trung hữu vì cho rằng đảng Cộng Hòa không có sẵn sàng đứng lên để chống lại ông Trump. Các cái nguồn tin của hãng thông tấn Reuters cho biết rằng cái việc thương thảo đang ở cái giai đoạn đầu và có sự tham gia của các quan chức dân cử của đảng Cộng Hòa, những người từng phục vụ trong các chính quyền của Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush, Donald Trump, cũng như các cựu đại sứ và chiến lược gia của đảng Cộng Hòa. Hơn 120 người trong số họ đã tổ chức một cuộc họp qua Zoom hôm 5 Tây tháng 2 để thảo luận về cái việc thành lập đảng ly khai. Cái đảng này sẽ hoạt động trên cái nền tảng chủ nghĩa bảo thủ có nguyên tắc, bao gồm cái việc tuân phủ hiến pháp và pháp quyền, những cái tư tưởng mà họ cho rằng đã bị ông Trump đã quăng vào sọt rác. Theo các nguồn tin, cái kế hoạch sẽ đưa ra ứng cử viên ra tranh cử trong một số cuộc đua, cũng giống như bảo trợ cho các ứng cử viên trung hữu trong các cuộc đua khác, cho dù họ là đảng viên đảng Cộng Hòa, độc lập hay là đảng Dân Chủ. Evan McMullen là cái người từng tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, đã nói với hãng thông tấn Reuters rằng ông đã đồng tổ chức cái cuộc họp Zoom với các cựu quan chức. Họ lo ngại về sự kìm kẹp của ông Trump đối với đảng Cộng Hòa và việc đảng này chuyển sang hướng bài ngoại. Những người tham gia cuộc họp có John Mitnick, tổng cố vấn cho Bộ An ninh Nội địa dưới thời ông Trump, cựu dân biểu đảng Cộng Hòa là Charlie Dent, Elizabeth Newman, phó chánh văn phòng Bộ An ninh Nội địa dưới thời ông Trump, và Miles Taylor, cựu quan chức bộ này vào cái thời ông Trump. Cái việc đàm phán thành lập cái đảng mới làm nổi bật cái sự rạn nứt trong cái nội bộ của đảng Cộng Hòa trước những cái tuyên bố sai trái của ông Trump về cái gian lận bầu cử và bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1. Hầu hết đảng viên đảng Cộng Hòa vẫn rất trung thành với cựu tổng thống, nhưng những người khác thì tìm cái hướng đi mới cho cái đảng. Phần lớn đảng Cộng Hòa đang bị cực đoan hóa và đe dọa cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Ông McMullen nói với hãng thông tấn Reuters như vậy. Đảng cần phải quay trở lại với chân lý, lý trí và lý tưởng sáng lập, hoặc rõ ràng cần phải có một thứ gì đó mới. Ông chỉ cho biết chỉ hơn 40% trong số những người trong cuộc họp Zoom tuần trước ủng hộ cái ý tưởng về việc thành lập một đảng ly khai. Một cái phương án khác đang được thảo luận thành lập một cái phe hoạt động bên trong đảng Cộng Hòa hiện tại hoặc bên ngoài cái đảng này. Và các tên gọi đang được xem xét cho đảng mới bao gồm chính trực và đảng trung hữu. Nếu quyết định thành lập một phe hay một đảng, một cái tên đang được thảo luận là phe Cộng Hòa hay trung hữu. Khi được hỏi về cuộc thảo luận thành lập về một đảng thứ ba, thì Jason Miller, là phát ngôn viên của ông Trump, cho biết rằng những cái kẻ bại hoại này đã rời bỏ đảng Cộng Hòa khi họ bỏ phiếu cho ông Joe Biden. Quý vị nghe cái bản tin này thì đầu tiên đó thì quý vị thấy chính ông Trump là cái người muốn thành lập một cái đảng phái khác để kêu gọi những người mà ủng hộ ông, những người mà điên cuồng về ông Trump, để mà ra thành lập một cái đảng kêu là đảng ái quốc. Nhưng mà chưa kịp thành lập cái đảng này đó thì đã có một cái nhóm khác họ đã lấy tên là cái đảng ái quốc, rồi họ thành lập cho cái đảng của họ.
Sau đó bị nhiều cái áp lực quá thì chính bên nhóm của ông Trump đó mới nói rằng họ không có dính dáng gì với cái nhóm này. Thật sự cái nhóm này sau khi thành lập xong cho tới giờ phút này thì không ai biết cái nhóm này họ đã thành lập vì cái lý do gì, mà cho tới giờ này tin tức cũng không thấy nói đến, coi như biến mất luôn. Còn ông Trump á, thì một khi người ta đã ra một cái đảng mới như vậy, người ta lấy cái tên như vậy, người ta đã cầu chứng rồi thì ông Trump cũng không thể lấy được nữa. Và sau đó những nguồn tin cho thấy rằng bên nhóm của ông Trump là dẹp bỏ cái ý định là không có thành lập một cái đảng mới mà củng cố cái đảng Cộng Hòa. Và sau khi mà củng cố cái đảng Cộng Hòa của ông Trump xong á, thì những cái thế lực rất là mạnh của ông Trump còn lại, với lại những cái đảng viên của đảng Cộng Hòa vẫn đứng theo phía bên ông Trump. Và từ đó thì họ có những cái sự sợ hãi, họ lo sợ những cái sự trả thù, cho nên cho tới cái cuộc mà luận tội ông Trump đưa ra tòa tới giờ này, rất nhiều đảng viên của đảng Cộng Hòa vẫn đứng về phía ông Trump. Cũng chính vì cái lý do đó mà quý vị thấy rằng cái những cái người mà đảng viên đảng Cộng Hòa, mà cựu đảng viên này, họ thấy rằng bây giờ cái đảng Cộng Hòa nó có cái sự bất ổn, cái sự lộn xộn ở bên trong. Cái sự mà nó được cho rằng không có một cái tiếng nói chung. Một phía thì sợ hãi ông Trump, phải theo ông Trump, một phía còn lại thì là đảng thành viên đảng bảo thủ của đảng Cộng Hòa, nhưng không ai dám lên tiếng gì cả. Còn một mặt khác thì có một số những cái vị mà dân biểu hay vị thượng nghị sĩ, họ lo sợ cho cái ghế của họ vào cái kỳ bầu cử sắp tới năm 2022, cho nên họ cũng đành im tiếng. Cho nên những cái vị mà dân biểu hay là nghị sĩ này, họ mới đứng ra, họ mới tìm cách để thành lập một cái đảng khác. Họ lấy tên là đảng trung hữu hay là đảng chính trực vân vân, để mà họ tách ra với khỏi đảng Cộng Hòa, để mà họ nói rằng họ thành lập, họ lập lại cái giá trị mà đảng Cộng Hòa vốn có từ xưa tới nay, là một đảng bảo thủ, yêu chính quyền, yêu tổ quốc, yêu con người, yêu công dân, vân vân. Và họ phải tôn trọng cái vấn đề luật pháp, chứ không phải như là một cái đảng Cộng Hòa hiện tại như bây giờ, nó đang chia rẽ đủ mọi thứ và đánh mất đi những cái giá trị tốt đẹp của cái đảng Cộng Hòa từ xưa tới giờ mà người dân Hoa Kỳ vẫn biết. Cái lý do chính là ông Trump, ông đã đem tất cả những cái giá trị mà được cho rằng được tôn thờ, được tôn trọng, được cho là tốt đẹp nhất của đảng Cộng Hòa, thì họ dùng cái chữ là bây giờ đã quăng vô hết trong thùng rác rồi, cho nên bây giờ họ phải thành lập một cái đảng khác. Đó là cái bản tin đi mới gửi đến chúng quý vị. Còn việc khác nữa là sáng ngày hôm nay, ông Tổng thống Joe Biden, ông hủy bỏ cái tình trạng khẩn cấp quốc gia tại cái biên giới mà tài trợ cho bức tường biên giới. Ông Tổng thống Joe Biden, ông đã thông báo rằng ông nói với quốc hội sẽ hủy bỏ tuyên bố khẩn cấp quốc gia về biên giới Hoa Kỳ và Mexico mà ông cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra vào tháng 2 năm 2019 để chuyển hướng hàng tỷ đô la cho việc xây cái bức tường dọc theo biên giới phía Nam. Và ông nói rằng tôi đã xác định cái việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở biên giới phía Nam của chúng ta là không có chính đáng. Trong một cái bức thư gửi đến những cái nhà lãnh đạo quốc hội, ông cũng đã nói rằng cái chính sách và chính quyền của tôi không chuyển tiền thuế của người Mỹ nữa để xây dựng bức tường biên giới. Và tôi đang chỉ đạo xem xét cẩn thận tất cả các nguồn lực bị chiếm dụng hoặc chuyển hướng đến mục tiêu đó. Theo cái tuyên bố khẩn cấp được ký vào tháng 2 năm 2019, thì ông Trump, ông đã chuyển 600 triệu Mỹ Kim từ Bộ Tài chánh và 6 tỷ mốt Mỹ Kim từ Bộ Quốc phòng cho Bộ An ninh Nội địa để xây cái bức tường biên giới. Ông Trump cũng tiếp tục tuyên bố vào tháng 2 năm 2020 cho phép ông chuyển thêm 3 tỷ 8 đô la từ Ngũ Giác Đài để xây dựng cái bức tường biên giới. Và ông Trump đã biến cái việc xây dựng một bức tường dọc theo biên giới phía Nam trở thành một phần quan trọng trong chương trình nghị sự của mình. Và ông tuyên bố đây là cái vấn đề mà khẩn cấp của nước Mỹ, bởi vì để nước Mỹ đã bị những cái người mà tràn qua biên giới đã làm cho thiệt hại cho nước Mỹ, cho nên đã tuyên bố cái tình trạng khẩn cấp. Nhưng mà ông Biden lần này đó thì ông lại đảo ngược đổ lại. Ông nói không có cái tình trạng khẩn cấp nào, những cái người mà có tràn vào với nước Mỹ đi nữa cũng không có tạo nên cái tình trạng gì khẩn cấp. Họ cũng không có gây hại gì. Bây giờ đó thì mình dẹp cái bức tường này đi, dẹp cái số tiền này đi, chuyển cái số tiền này qua làm những chuyện khác hơn là mình làm những cái chuyện mà đi xây cái bức tường này. Trước đây quý vị cũng còn nhớ là
bà Kamala Harris, Andy có xem một số những cái đoạn video mà khi mà bà đưa ra cái lời mà chống lại cái việc mà xây bức tường này đó, trong cái thời gian mà bà ra tranh cử, mà trong cái giai đoạn mà lúc mà bà còn tranh cử độc lập chứ chưa có đứng về phía ông Biden, thì lúc đó bà cho thấy những cái đoạn video đó là những cái kẻ mà buôn lậu ma túy, buôn người, họ đâu có đi thẳng qua trên cái mặt phẳng của biên giới đâu, họ đâu có leo qua hàng rào như bây giờ mình lấy hàng rào, và họ đã đào những cái đường hầm xuyên từ bên bể Tây Cơ qua cái biên giới, xuyên qua biên giới của nước Mỹ, rất nhiều cái đường hầm ở dưới đất mà họ chuyển ma túy qua, họ chuyển người qua, họ chuyển đồ lậu qua. Cho nên là những cái chỗ đó là những cái chỗ cần chặn lại, chứ không phải là xây cái bức tường là cái mặt nổi để đánh bóng cái tên tuổi của mình, hay là mình tạo ra một cái lời hứa để cho những người không thấy cứ tưởng rằng người ta vượt qua biên giới là bằng cái con đường bộ phía trên thôi, nhưng mà không phải. Những cái kẻ mà buôn lậu ma túy, những cái kẻ buôn người hay là buôn lậu hàng hóa, họ đem qua bằng cách họ đi xuyên qua ở dưới lòng đất, họ đào những đường hầm. Họ dùng những cái chiếc máy bay, họ bay trên trời để họ đem hàng qua, họ dùng đường biển, họ dùng những cái cano, họ dùng tàu ngầm để họ chuyển người qua, chứ không phải là đi thẳng qua trên cái mặt đất đường bộ mà như chúng ta đã thấy. Cho nên cái việc mà tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp gây nguy hại đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ là cái điều không đúng, và chuyển rất là nhiều cái số tiền vào để xây cái bức tường biên giới này, nó là một cái điều nó cái này nó được gọi rằng nó thực dụng nhưng mà nó không phải là thực tế, với một cái mưu đồ chính trị. Cho nên quý vị thấy là ông Biden ngày hôm nay ông đã đảo ngược đổ lại. Đó là bản tin kế tiếp anh đi gửi đến cho quý vị. Còn một bản tin khác cho biết rằng một cái dân biểu của California tên là Divine Nunes thì cho biết rằng hôm thứ Tư, nếu như mà cái đảng Cộng Hòa mà giành được cái quyền kiểm soát Hạ viện vào năm 2022 thì đảng Cộng Hòa có thể gây áp lực luận tội hoặc là truất phế ông Tổng thống Joe Biden. Các thành viên của đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã luận tội ông Tổng thống Donald Trump vì cáo buộc kích động cái cuộc bạo loạn vào tháng Giêng vào Quốc hội Hoa Kỳ. Thì trong mỗi cuộc phỏng vấn với lại Sean Hannity, thì cái người dẫn chương trình của Fox News nên nói rằng việc thiết lập lại một số nền tảng mạng xã hội nhất định có thể cho phép đảng Cộng Hòa phổ biến thông tin tốt cho người dân Hoa Kỳ. Và nếu như họ qua cái cuộc mà bầu cử năm 2022 mà họ chiếm được Hạ viện đó, với cái tức là họ có đa số dân biểu của họ trong Hạ viện, thì lúc đó họ sẽ tìm cách họ truất phế ông Joe Biden. Nhưng mà đây cũng chỉ là lời nói, mà lời ngay bây giờ mở miệng ra nói những cái lời này thì nó còn quá sớm, không biết có chiếm lại được hay không. Cái mục tiêu của đảng Cộng Hòa là sẽ chiếm lại được Hạ viện hoặc Thượng viện. Nhưng mà trong cái tình trạng này đó thì quý vị thấy với một cái đảng Cộng Hòa mà bây giờ chỉ còn có trên dưới một năm nữa để mà củng cố cái nội bộ của đảng Cộng Hòa, để mà tạo được một cái sự xoay chuyển tốt đẹp cho đảng Cộng Hòa để có thể qua cái cuộc bầu cử mà lấy lại những cái ghế cho đảng Cộng Hòa, anh đi nghĩ rất là khó, có thể năm 2022 rất là khó để một trong một khoảng thời gian ngắn như vậy để mà họ có thể lấy lại được cái Hạ viện hoặc Thượng viện. Đặc biệt là trong cái tình trạng mà nội bộ nó lục đục như thế này, mà còn hơn nữa đó là đảng Cộng Hòa hiện tại bây giờ đang bị chia rẽ. Và phải nói rằng ngay từ trong nội bộ và cái sự xét xử của ông Trump đang còn đó. Và chính những cái thành viên của đảng Cộng Hòa là họ đi ra lập những cái đảng riêng của họ nữa. Thì quý vị thấy rằng một cái đảng trong vòng chỉ một năm mấy, hai năm nữa chưa có củng cố lại được cái vị thế của mình. Cho nên khi mà mở miệng ra nói tới cái việc mà lấy lại Hạ viện rồi truất phế ông Joe Biden, đó là một cái chuyện mà anh đi nghĩ là chỉ là nói suông mà thôi vào lúc này. Cũng giống như Andy đã đưa cho quý vị xem một số những trường hợp như cái bà Green chẳng hạn, hay là hôm qua có một cái người dân biểu khác đứng ra đưa những cái thuyết âm mưu, rồi bây giờ lại tiếp tục những cái vấn đề như thế này. Bản tin kế tiếp cũng là một cái điều vui, nó gửi đến cho dân chúng của Hoa Kỳ, tức là CVS, Walgreens sẽ bắt đầu phân phối những cái vaccine COVID-19 vào cái thứ sáu tuần này. Sau nhiều tuần phân phối vaccine, phần lớn chỉ giới hạn ở các bệnh viện, hệ thống y tế và
cơ sở y tế địa phương thì vaccine COVID-19 đã sẵn sàng được đưa ra tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc, bao gồm cả hai cái chuỗi cung ứng lớn nhất quốc gia là CVS và Walgreens. Mặc dù tính đủ điều kiện và tính khả dụng cho chính quyền quyết định vẫn còn hạn chế trong thời gian này, nhưng các chuyên gia cho biết họ hy vọng rằng cái mạng lưới, các hệ thống thuốc được thành lập của quốc gia sẽ giúp tăng cái tốc độ phân phối trong cái bối cảnh tốc độ triển khai cho đến nay vẫn còn nhiều bất ngờ. Bernie Ellerin là giám đốc chương trình quản lý dược phẩm và chăm sóc sức khỏe đã nói rằng những cái hiệu thuốc lớn đặc biệt phù hợp để thực hiện cái chiến dịch phân phối vì họ quản lý việc tiêm phòng cúm cho hàng triệu người Mỹ hàng năm, cung cấp cho họ kiến thức chuyên môn và các trang web bật lên có thể hiểu được. Trên toàn quốc, cái khả năng điều kiện sử dụng vaccine vẫn bị giới hạn một số những cái bộ phận dân số và được xác định bởi các viên chức y tế tiểu bang dựa trên các khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Mặc dù nó khác nhau giữa các tiểu bang, nhưng cái tính đủ điều kiện nói chung bao gồm một số người Mỹ lớn tuổi và những người lao động cần thiết, những hạn chế về tính đủ điều kiện đó sẽ tiếp tục được áp dụng cho những cái nhà cung cấp thuốc cho đến khi các tiểu bang mở rộng cái khả năng tiếp cận. Hiện tại thì đang bị hạn chế phần lớn do cái nguồn cung cấp vaccine không có đủ. Cho nên quý vị nghe cái bản tin này thì chắc quý vị cũng biết là CVS rồi và cũng biết là Walgreens rồi và ngay cả Walmart nữa. Và hàng năm quý vị đi chích ngừa cảm cúm ở đâu? Chưa kể là những cái clinic riêng rẽ của tư nhân ở bên ngoài nữa, họ đều chích ngừa cảm cúm. Nhưng mà bây giờ đó thì hiện tại thì quý vị thấy rằng cái những cái điểm mà chích ngừa vaccine COVID-19 này đó là nó những cái sân vận động, những cái trường học vân vân. Có vệ binh quốc gia tới người ta bảo vệ, người ta điều hành cái việc mà chích ngừa. Rồi bây giờ quý vị thấy một cái điều khác nữa là nó gần như là nó đúng với cái lời mà của ông Joe Biden nói. Mà anh đi cũng đã nghĩ trước đây rồi, nếu như mà mình không có phân phối thuốc về những cái trạm mà chích ngừa ở tại địa phương này thì rất khó có thể chích ngừa cho 100 triệu người trong vòng 3 tháng. Cho nên với một cách nào đó thì những cái nhà mà quý vị biết, những cái người mà họ gọi lobbyist đó, những cái nhà mà họ vận động hành lang đó, họ đã tìm cách họ đưa những cái thuốc về những cái chuỗi cung ứng, đó là những Walgreens, CVS, Walmart hay là những cái nhà chích ngừa của tư nhân vân vân, hay những cái clinic, thì quý vị thấy cái điều này là nó đơn giản cho chúng ta nhiều, chúng ta chỉ việc đi tới đó mà chích mà thôi. Cho nên cái này là một cái tin vui cho quý vị, là thứ sáu tuần này là họ đã bắt đầu triển khai cái vấn đề mà chích ngừa này ở những cái station ở tại địa phương và tạo cái sự dễ dàng. Hy vọng rằng sẽ thực hiện đúng như lời ông Joe Biden hứa, tức là 100 triệu người trong vòng 3 tháng. Những cái tiểu bang nào sẽ cung cấp cái vaccine cho CVS thì tại CVS có cần, quý vị biết là có 10.000 cái địa điểm, bao gồm cái hiệu thuốc bên trong các cửa hàng Target, các cuộc hẹn tiêm chủng có thể được lên lịch bắt đầu từ thứ Năm, tức là 11 tháng 2, cho khoảng 350 cửa hàng trên 11 tiểu bang. California, Connecticut, Hawaii, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, cái đảo Rhode Island, Nam Carolina, Texas, Virginia, và những cái cuộc mà những cái appointment nó sẽ bắt đầu vào ngày thứ 6 tháng 16, ngày 12 tháng 2. Những cái cuộc hẹn tại CVS, quý vị có thể vào cvs.com hoặc thông qua những cái ứng dụng của CVS Pharmacy, hay bất kỳ ai không có quyền truy cập Internet đều có thể gọi số 800-746-7287. Còn những cái tiểu bang này sẽ cung cấp vaccine cho Walgreens. Tại Walgreens thì có 9.000 tiệm thuốc chủng ngừa sẽ được cung cấp tại một số cửa hàng nhất định ở 17 tiểu bang. Ở khu vực pháp lý bắt đầu từ thứ 6 ngày 12 tháng 2. Chúng bao gồm các địa điểm ở Arizona, Chicago, Connecticut, Delaware, Illinois, Kentucky, Maryland, New Hampshire, New Mexico, New York, New York City, North Carolina, Puerto Rico, US Virgin Islands, Vermont, Wisconsin và West Virginia. Có thể lấy hẹn tại walgreens.com
slash schedule vaccine. Và Walgreens hôm thứ Ba họ cũng thông báo rằng họ hợp tác với Uber để cung cấp các chuyến đi miễn phí hoặc giảm giá đến các cuộc hẹn tiêm chủng cho 10 triệu người Mỹ. Cái quyền truy cập vào các cuộc hẹn sẽ đi xe sẽ được cung cấp khi tiêm chủng theo cái lịch trình. Công ty hiện không cung cấp các cuộc hẹn đi bộ như trong mùa tiêm phòng cúm. Các hiệu thuốc khác cũng được chọn để cung cấp vaccine tại một số địa điểm nhất định, bao gồm Walmart, Rite Aid, Kroger, Publix, Costco, Albertsons, Safeway và Major. Thì đó là những cái điều anh đi vừa mới nói cho quý vị. Bây giờ rõ ràng Walgreens với CVS, quý vị thấy hàng ngang ngang tiệm như vậy thì có phải cái tốc độ mà khai triển về vaccine nó nhanh đến cỡ nào? Rồi Andy cũng kết lắc đến tất cả mọi người. Bây giờ quý vị biết rồi, có thể liên lạc được với lại Walgreens và kể cả CVS rồi. Còn một cái việc khác nữa, cũng trong ngày hôm nay thì ông Biden, ông muốn biết tất cả những sự thật về nguồn gốc của COVID-19. Cái thời của ông Trump thì bỏ lơ về vấn đề này, rồi cứ gọi rằng COVID-19 tức là China virus hay là Chinese virus, Vũ Hán virus, nhưng mà không có một cái cuộc điều tra tới nơi tới chốn. Trong những cái ngày qua thì WHO tức là tổ chức mà y tế thế giới họ đến Vũ Hán để họ điều tra, mà sau khi họ điều tra đó, thì họ nói họ không tìm thấy một cái bằng chứng gì đó nó là từ cái phòng thí nghiệm của Vũ Hán ra, mà có thể là từ những con dơi, cứ nói không không như vậy. Cho nên cuối cùng thì ông Joe Biden ông nói rằng ông muốn xem tất cả những cái báo cáo này một cách rõ ràng, và ông đẩy mạnh một cái vấn đề là phải tìm một cách rốt ráo để cho biết rằng cái con virus này từ đâu nó ra. Bây giờ đã tới lúc chúng ta cần phải tìm hiểu và phải biết một cách rõ ràng, không thể nào nói khống khống từ con dơi qua con người, hay là từ cái phòng thí nghiệm đi ra, hay bất cứ chỗ nào. Chúng ta có tài lực, có nguồn lực, có nhân lực, chúng ta sẽ làm được những cái điều này. Cho nên là ông làm áp lực với lại WHO, cũng giống như cái phái đoàn của Hoa Kỳ phải tìm cho ra công việc. Ông muốn biết rõ ràng cái vấn đề này. Và đó là một số những bản tin tóm lược Andy vừa gửi đến cho quý vị. Còn riêng ở tại Việt Nam đó, thì cái dịch COVID-19 nó vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại Việt Nam vào cái dịp Tết này. Cách đây vài ngày thì Andy nghe một cái bản tin mà được Đài Phát Thanh của Hà Nội phát đi đưa lên trên Facebook, thì cho thấy rằng phong tỏa gần như cái thành phố Sài Gòn, coi như là không còn Tết nhất gì nữa. Những cái cảnh mà hoa đào, hoa mai, những cái cảnh dưa hấu bị gió lốc, bị không có khách mua đã ế ẩm, và phải nói rằng tạo cái sự khó khăn cho cái người dân, hàng quán, cũng như đường xá vắng vẻ. Và đặc biệt là quý vị biết bây giờ hiện tại đang là Tết ở bên châu Á rồi. Anh đi xem những cái hình ảnh của Việt Nam vào sáng ngày hôm nay, chiếu trên khắp mọi miền, tức là Bắc, Trung, Nam, thì hầu như là nó không còn cái sự mà náo nức, không còn cái sự đông đúc, không còn sự chen chúc, không còn cái sự hào hứng của những năm về trước nữa. Và bây giờ chỉ nhìn thấy một cái cảnh mà như quý vị thấy tại trên nước Mỹ này, trong cái lúc mà bị phong tỏa vậy, đường phố không có người, xe cộ không chạy, hàng quán không bán được, đi chúc Tết cũng không có người dám đi. Và rồi những người ở những cái địa phương mà vào thành phố làm việc, họ cũng không về lại quê nhà, họ phải đi tìm chỗ để trú ẩn. Cho nên phải nói rằng cái mùa mà dịch năm nay ở tại Việt Nam thì tới cái lúc mà anh đi nghĩ rằng đã giữ được lên tới một cái vị thế mà thế giới cho rằng theo cái ranking thì Việt Nam là cái nước thứ hai trên thế giới mà giữ được cái vấn đề đại dịch một cách mà tốt nhất, đẹp nhất, và họ ngăn ngừa được cái đại dịch. Nhưng mà anh đi nghĩ như một trận banh vậy, tới cái phút 89 thì bắt đầu mới để lọt lưới, mà không phải là lọt lưới một trái, mà lọt một lúc ba trái vào cái lúc 89 trong cái khoảng thời gian này. Cho nên bây giờ cái đại dịch ở tại Việt Nam nó đang diễn biến và được cho nó rất là phức tạp từ Bắc cho chi Nam. Có lẽ một bản tin cuối cùng anh đi gửi đến quý vị ngày hôm nay để cho nó vui vui, chúng ta chuẩn bị mà bước vào năm mới. Thật ra thì nó còn nhiều tin tức lắm quý vị, nhưng mà anh đi cố gắng để mà gửi đến cho quý vị một bản tin nó tương đối vui vào cái dịp mà cuối năm này.
Đó là một cái chuyên gia phong thủy dự đoán vào cái năm 2021. Thì quý vị thấy thường thường là thầy bói hay là những cái người mà tiên đoán này tiên đoán nọ, nhưng mà có một cái chuyên gia phong thủy mà được cho là rất nổi tiếng, người Phi Luật Tân. Cái cô này tên là Mary Thies Allen, là một chuyên gia phong thủy nổi tiếng người Phi Luật Tân. Cổ dự đoán năm 2021 là dựa theo những cái tuổi của cái người Việt Nam mình hay nói rằng, hay người Tàu đó thì nói rằng tuổi Mão, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Ngọ và tuổi Dậu, thì là cái năm mà 2021 này rất là thuận lợi. Những người sinh năm Tý, Hợi, Mùi, Thìn và tuổi Tỵ thì có phải gồng mình để đối phó với nhiều thử thách hơn trong năm nay. Và người tuổi Tý năm nay thì dễ ốm đau nên tránh bận rộn quá mức để không ảnh hưởng tới sức khỏe, theo của bà Allen cho biết như vậy. Với người tuổi Sửu thì năm 2021 là một năm tuyệt vời để tận dụng cái năng lượng mà nó đem lại. Người tuổi Sửu năm nay sẽ thành công mạnh mẽ trong sự nghiệp và tài vận, nhưng có thể gặp thách thức trong các mối quan hệ cá nhân và cần biết phải cân bằng. Năm 2021 cũng là một năm đầy cơ hội và may mắn với người tuổi Dần, hứa hẹn một công việc mới tốt đẹp và bội thu thành công. Bà Allen cũng khuyên rằng người tuổi Dần nên thận trọng với người mình tin tưởng trong năm nay và cẩn thận trong mọi thỏa thuận giao dịch. Tân Sửu là một năm tuyệt vời cho người tuổi Mão. Học hỏi kỹ năng mới, người tuổi này có thể chuyển công việc mới, kinh doanh hoặc khám phá một ngành mới. Người tuổi Thìn năm nay có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng lại gặp thách thức trong các mối quan hệ cá nhân. Tích cực làm từ thiện có thể giúp người tuổi Thìn đảo ngược cái vận rủi trong năm nay. Còn với người tuổi Tỵ thì chuyên gia Allen cảnh báo rằng tránh mua bán bốc đồng và tham gia đầu tư mạo hiểm vì có thể tổn thất tài sản. Ngược lại, người tuổi Ngọ sẽ được quý nhân phù trợ, gặp may mắn về mọi mặt, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều trắc trở trong năm nay và có thể đối mặt với kiện tụng và tổn thất tài chính. Còn người tuổi Thân sẽ gặp nhiều cơ hội lớn nhưng cần phải thận trọng lời ăn tiếng nói và tránh nóng nảy. Tân Sửu là thời điểm tốt để người tuổi Dậu mở rộng kinh doanh và đầu tư. Tuy nhiên, người tuổi Dậu chớ bận rộn quá mà bỏ bê các mối quan hệ xung quanh mình. Với người tuổi Tuất, năm 2021 đòi hỏi sự kiên nhẫn và ý chí để bắt đầu mục tiêu mới. Năm nay không phải là một thời điểm tốt để thay đổi công việc hoặc đầu tư vào thị trường mạo hiểm. Cần tránh cho vay tiền và không nên cố gắng quá sức trong các hoạt động thể chất. Người tuổi Hợi thì cần chú ý tới sức khỏe cá nhân và người thân trong năm nay. Dù đối mặt với một số thách thức nhỏ, người tuổi Hợi vẫn có cơ hội thành công về tài chính. Năm Tân Sửu thì mang cái yếu tố kim trong ngũ hành. Vì vậy, năm nay cả thế giới chứng kiến nhiều đợt tiêm chủng hàng loạt quy mô lớn. Về kinh tế, chuyên gia phong thủy người Phi Luật Tân dự đoán các doanh nghiệp và công nghệ sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, những cái lĩnh vực liên quan tới thổ như bất động sản cũng có thể tăng trưởng tốt năm nay. Han Kuo là một chuyên gia phong thủy Pháp của Phi Luật Tân cũng đưa ra quan điểm tương tự khi đưa ra những lời khuyên với người quan tâm tới kinh doanh nên đầu tư vào lĩnh vực liên quan tới công nghệ năm nay. Máy tính điện tử, Internet, điện thoại di động, kinh doanh trực tuyến trên mạng sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2021. Và ông dự đoán 2021 còn mang yếu tố thủy nên năm nay có thể xuất hiện nhiều thảm họa liên quan tới nước như bão lũ. Terry Chow là nhà phong thủy ở Hồng Kông cho rằng những ngành liên quan tới kim loại sẽ có thay đổi lớn trong năm nay. Trong văn hóa phương Đông, trâu là con giáp biểu tượng cho sự chăm chỉ, nó thường biểu thị sự chuyển động. Vì vậy, năm nay hy vọng thế giới sẽ ít tĩnh lặng hơn năm ngoái và sẽ chuyển động lại vào nửa cuối năm. Ông Chow nói như vậy. Đó là những bản tin ngày hôm nay anh đi gửi đến cho quý vị vào dịp cuối năm. Chúc quý vị một ngày làm việc vui vẻ, một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chào tạm biệt.